Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra biển và trang bị quốc phòng, trong khi Mỹ chưa chịu công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường theo bản tuyên bố chung ngày 31 tháng 5 năm 2017. Sau cuộc hội đàm ở tòa Bạch Ốc vào chiều thứ tư 31 tháng 5 giữa tổng thống Donald Trump và ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, không có cuộc họp báo chung nào được tổ chức sau đó và chỉ thấy có một bản tuyên bố chung được phổ biến nội dung của bản thông cáo chung không cho thấy những gì mà chế độ hà nội mong muốn tức là cơ hội thương thuyết một hiệp định tự do mậu dịch song phương thay thế cho hiệp định đối tác xuyên thái bình dương đã bị ông trump gạt bỏ không thấy được đề cập gì bản thông cáo chung chỉ thấy nói là phía hoa kỳ ghi nhận quan tâm của việt nam đạt được quy chế kinh tế thị trường và hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương nếu không được công nhận là nền kinh tế thị trường thì hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ sẽ vẫn bị hàng rào quan thuế áp đặt thuế suất cao. Hà Nội đã kêu ca chuyện này với Hoa thịnh đốm suốt từ nhiều năm qua chứ không phải tới ông Trump lên làm tổng thống mới kêu nhưng vẫn không được công nhận và chưa biết khi nào thì Mỹ sẽ thay đổi quan điểm. Để giải tỏa phần nào những đã kích của phía Mỹ về quan hệ mậu dịch thông thủng tới 32 tỷ đô la, thì Hà Nội đã phải chấp nhận mua thêm một số trang bị kỹ thuật và nhập cản thêm nông phẩm của Mỹ mà bản thông cáo chung viết là cam kết sẽ tiếp tục phối hợp trên tinh thần xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên khác của mỗi bên như là sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chánh và quảng cáo, sản phẩm an ninh thông tin, nội tạng trắng, bột bã ngô, cá da trơn, tôm, xoài và các vấn đề khác. Trước khi bản thông cáo chung được công bố, thì Việt Nam đã ký một số hợp đồng thương mại trị giá là 8 tỷ đô la. Trong đó, các hợp đồng về dự án cung cấp trang bị năng lượng của công ty GE lên tới 6 tỷ. Con số nêu ra thấp hơn nhiều so với lời khoe của ông Nguyễn Xuân Phúc một ngày trước đó, với các con số từ 15 đến 17 tỷ. Bản thông cáo chung nói là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra quan tâm tới việc tiếp nhận trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển và đặc biệt hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Cho đến nay thì người ta mới chỉ thấy các khu trục hạm, các tàu đổ bộ và tiếp vận của hải quân Hoa Kỳ thăm viếng, nhận tiếp liệu hay sơn sửa tại cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam các mẫu hạm mỹ chỉ dừng lại trong các vùng biển quốc tế đón một ít quan chức và sĩ quan cộng sản việt nam tới xem các hoạt động vận hành và máy bay chiến đấu lên xuống